Đà Nẵng, thiên đường check-in của các bạn trẻ với vô số góc sống ảo đẹp mê ly. Chẳng thế mà cứ mỗi khi có kế hoạch chuẩn bị đi du lịch Đà Nẵng, thì việc đầu tiên của rất nhiều những bạn trẻ là tìm xem ở đây có địa điểm sống ảo, check-in nào đẹp, để còn chuẩn bị xách ba lô lên và đi. Và thể theo yêu cầu của nhiều bạn, thì trong video này, Blog Travel Việt sẽ hệ thống lại tất cả những địa điểm check-in mới nhất tại Đà Nẵng để mọi người cùng cập nhật nhé. 1. Khu du lịch Bà Nà Hills, giá vé 745.000 đồng. Địa chỉ: Khu du lịch Bà Nà Hills, thôn An Sơn, xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. 1. Cầu Vàng, địa điểm du lịch Đà Nẵng được rất nhiều du khách quan tâm trong thời gian gần đây. Cầu Vàng sở hữu kiến trúc độc lạ với đôi bàn tay khổng lồ siêu phong, nâng đỡ cây cầu như một dải lụa phía trên. 2. Vườn hoa Le Jardin d'Amour. Vườn hoa Le Jardin d'Amour mang phong cách Pháp luôn hấp dẫn du khách du lịch Đà Nẵng. Được thiết kế thành 9 khu vườn khác nhau, mỗi khu lại có kiến trúc độc đáo riêng lạ. Với những loài hoa đặc biệt tạo ra nhiều ý nghĩa biểu trưng, tha hồ cho bạn chụp ảnh check-in. 3. Chùa Linh Ứng. Điểm nổi bật của chùa Linh Ứng ở Bà Nà là ngôi chùa nằm ở ngọn núi cao, được bao trùm bởi không gian bao la, núi đòn trùng điệp. Từ trên chùa, bạn có thể nhìn thấy khung cảnh của toàn thành phố và đường biển cách đó 30 km vào những ngày quang mây. 4. Làng Pháp. Làng Pháp được thiết kế như một bức tranh thu nhỏ của nước Pháp với các công trình mô phỏng quảng trường, nhà thờ, thị trấn, khách sạn. Nơi đây có những mái nhà chóp nhọn nằm kề nhau tựa vào nền trời xanh biếc, khiến ta tưởng như lạc vào thế giới cổ tích mà tưởng chừng chỉ có được khi đến với đất nước Pháp xa xôi. 5. Fantasy Park là điểm vui chơi lý tưởng dành cho mọi người. Fantasy Park được lấy cảm hứng từ hai cuốn tiểu thuyết là Hành Trình Vào Trung Tâm Trái Đất và Hai Vạn Dặm Dưới Đáy Biển của nhà văn Pháp Jules Verne để xây dựng và thiết kế. Khu trò chơi mở ra thế giới giải trí sống động, hấp dẫn với các trò chơi gợi nhiều cung bậc cảm xúc vui tươi và bất ngờ. 2. Các bãi biển gần trung tâm Đà Nẵng. 6. Bãi biển Mỹ Khê. Cách trung tâm thành phố Đà Nẵng chỉ 3 km, bãi biển Mỹ Khê hiếm hoi là bãi biển đẹp trong xanh, từng lọt vào top các bãi biển đẹp nhất hành tinh mà lại nằm cực gần trung tâm thành phố. Địa chỉ: phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. 7. Bãi tắm Phạm Văn Đồng. Bãi biển Phạm Văn Đồng Đà Nẵng nằm cuối đường Phạm Văn Đồng, ngay bên cạnh công viên Biển Đông, trên cung đường Hoàng Sa, Trường Sa. Từ cầu sông Hàn, bạn chỉ mất chưa đến 3 phút đi thẳng xuống đường Phạm Văn Đồng là đến ngay bãi tắm. Địa chỉ: cuối đường Phạm Văn Đồng, Sơn Trà, Đà Nẵng. 8. Bãi biển Xuân Thiều. Bãi biển Xuân Thiều còn có một tên gọi khác là Biển Đỏ. Vào lúc bình minh hay là hoàng hôn, khi mặt trời phản chiếu ánh sáng trên mặt nước, thì cả bãi biển như khoác lên chiếc áo màu đỏ rực, rất là mê hoặc. Địa chỉ: đường Nguyễn Tất Thanh, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng. 3. Địa điểm check-in Đà Nẵng ở bán đảo Sơn Trà. 9. Chùa Linh Ứng. Nổi bật với bức tượng Quan Âm trắng muốt cao đến 67 m, đài sen rộng 35 m, một trong những pho tượng Phật to nhất ở Việt Nam hiện nay. Ngoài ra, đây cũng là điểm đến cho những ai muốn thư giãn giữa không gian thiên nhiên và thanh bình. Địa chỉ: bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng. 10. Bãi Bụt hay là Vịnh Bụt. Bãi Bụt nằm ở phía nam của bán đảo Sơn Trà với những bãi biển còn tương đối hoang sơ. Bên dưới là những dạng san hô lớn và là nơi trú ngụ của vích, họ rùa được bảo tồn. Là địa điểm check-in khá thú vị, nhất định phải đến trong chuyến du lịch Đà Nẵng sắp tới nhé. Địa chỉ: bán đảo Sơn Trà, gần chùa Linh Ứng. 11. Bãi Dạng. Bãi Dạng mang vẻ đẹp hoang sơ mộc mạc, rất gần gũi và được bao bọc bởi dải đồi kéo dài với dạng cây xanh ngát, tạo nên một bức tranh sơn thủy hữu tình ở bán đảo Sơn Trà. Đây là một địa điểm check-in tuyệt đẹp tại Đà Nẵng. Địa chỉ: bán đảo Sơn Trà, gần chùa Linh Ứng. 12. Sơn Trà Tịnh Viên. Sơn Trà Tịnh Viên từ lâu đã được biết đến là một khu bảo tồn tre trúc độc đáo ở bán đảo Sơn Trà và cũng là duy nhất ở khu vực miền Trung. Địa điểm du lịch Đà Nẵng này đang lưu giữ hơn 100 giống tre trúc các loại, trong đó có nhiều loại quý hiếm đang đứng trước nguy cơ bị tuyệt chủng. Địa chỉ: Lương Hữu Khánh, Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng. 13. Đỉnh Bàn Cờ. Đỉnh Bàn Cờ thuộc bán đảo Sơn Trà, nổi bật với hình ảnh tiên ông đánh cờ trên đỉnh núi. Từ đỉnh Bàn Cờ bạn có thể thu vào tầm mắt cả thành phố Đà Nẵng sôi động, đẹp như tranh vẽ. Địa chỉ: bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng. 14. Hải đăng Tiên Sa. Hải đăng Tiên Sa là một trong những ngọn hải đăng cổ đẹp nhất ở Việt Nam với độ cao trên 200 m. Đây cũng là một trong những địa điểm du lịch Đà Nẵng để ngắm cảnh tuyệt vời nhất. Địa chỉ: Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng. 15. Nhà vọng cảnh.
còn gọi là đài vọng cảnh, nằm ở độ cao hơn 600m so với mực nước biển. Được xây dựng trên một mỏm đá nhô ra nên có một tầm nhìn rất tốt. Từ đây có thể nhìn thấy được đảo Ngọc, hòn Trỏ hay là hòn Sơn Trà Con, trạm radar, đèo Hải Vân. Địa chỉ: Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng. 16. Trạm radar Sơn Trà. Vì được đặt ở vị trí trên cao nên trạm radar Sơn Trà quanh năm mây mù, lãng đãng như chốn bồng lai tiên cảnh. Nên từ rất lâu thì nơi đây đã trở thành địa điểm du lịch Đà Nẵng hấp dẫn dành cho du khách. Địa chỉ: Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng. 17. Gành Bang. Gành Bang với bờ biển dài khoảng 2 cây số, với đủ những tảng đá đầy đủ hình dạng và vẻ đẹp hoang sơ hiếm có, đây là địa điểm check-in mới tại Đà Nẵng. Địa chỉ: Hoàng Sa, Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng. 18. Khu du lịch Bãi Cát Vàng. Khu du lịch Bãi Cát Vàng được thiên nhiên ưu ái cho một bãi cát dài, uốn mình bên làn nước biển trong veo, mát lạnh, bao quanh là khung cảnh núi rừng kỳ vĩ, xanh ngát. Những hoạt động nổi bật tại địa điểm du lịch Đà Nẵng này là tắm biển, câu cá và lặn ngắm san hô. Địa chỉ: Bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng. 4. Check-in tại cây cầu nổi tiếng ở Đà Nẵng. 19. Cầu Sông Hàn. Là cây cầu quay duy nhất hiện đang còn hoạt động. Khoảng 23 đến 24 giờ mỗi cuối tuần và khoảng 1 giờ đến 2 giờ sáng các ngày bình thường, bạn sẽ được chứng kiến hoạt động của cây cầu quay độc nhất Việt Nam này. Địa chỉ: Ngã tư Lê Duẩn, Trần Phú, thành phố Đà Nẵng. 20. Cầu Rồng. Với kiến trúc hình của một chú rồng đang vươn mình ra biển lớn, cầu rồng gần như là điểm tham quan không thể bỏ qua khi đi du lịch Đà Nẵng. Ngoài ra, vào những khung giờ nhất định thì cầu rồng còn biểu diễn phun lửa, phun nước rất độc đáo. Địa chỉ: nằm ở đường Nguyễn Văn Linh, thuộc phường Phước Ninh, quận Hải Châu, Đà Nẵng. 21. Cầu Nguyễn Văn Trỗi. Các kiến trúc sư đã thiết kế cây cầu già cỗi nhất ở trên sông Hàn thành một không gian độc đáo, thoáng đãng để ngắm cảnh, dạo bộ và chụp ảnh. Địa chỉ: đường Duy Tân, Hòa Thuận Đông, Hải Châu, Đà Nẵng. 22. Cầu Trần Thị Lý. Giữa lòng Đà Nẵng sôi động, cầu Trần Thị Lý với hệ thống dây văng như một dải lụa bắc qua hai bờ, một nét chấm phá độc đáo cho bức tranh Đà Nẵng xinh đẹp. Địa chỉ: đường Duy Tân, Hòa Thuận Đông, Hải Châu, Đà Nẵng. 23. Cầu Tình Yêu.